Thưa bác sĩ, vậy những nguyên nhân nào sẽ dẫn đến tình trạng đau mắt cá chân ạ? Khi một người bị đau mắt cá chân, có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thứ nhất, đồng thời cũng là nguyên nhân phổ biến nhất, đến từ những chấn thương, có thể do bệnh nhân vấp ngã và bị trật mắt cá chân. Thông thường, người hay chơi thể thao hoặc hay đi giày cao gót là những đối tượng có nguy cơ cao bị trật mắt cá chân. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ điều trị tương tự với những người chấn thương thể thao. Tương tự với chấn thương thể thao, như áp dụng trị liệu với tia laser để cải thiện tình trạng chấn thương. Nguyên nhân thứ hai là do những cơn đau trở nặng dần theo thời gian. Có những người không hề gặp chấn thương nhưng tự nhiên thấy đau mắt cá. Một vài tháng sau, cơn đau càng tiến triển theo chiều hướng nặng hơn. Hai nguyên nhân trên rất khác nhau đấy. Có thể dễ dàng điều trị đau mắt cá chân do chấn thương. Còn trong trường hợp thứ hai, các bác sĩ cần phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những cơn đau, có thể do tật bàn chân bẹt, có thể do bệnh lý viêm khớp hoặc nhiều nguyên nhân khác. Thưa bác sĩ, vậy hiện tại thì chúng ta đã có những phương pháp điều trị nào dành cho những bệnh nhân mắc phải tình trạng đau mắt cá chân chưa ạ? Có nhiều phương pháp điều trị đau mắt cá chân tùy thuộc vào tình trạng và mức độ bệnh. Chúng tôi sử dụng tia laser cường độ cao, sóng xung kích short wave, siêu âm và các liệu trình vật lý trị liệu. Tia laser cường độ cao thế hệ 4 đã được chứng minh là phương pháp điều trị mang lại hiệu quả trong việc chữa lành các cơn đau, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và giảm các chứng sưng tim. Đây là loại tia có bước sóng rộng và cường độ mạnh nhất hiện nay, với khả năng kích thích sâu đến các mô xương, giúp tái tạo tế bào và chữa đau hiệu quả. Sóng xung kích shockwave là thiết bị đa năng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như chấn thương chỉnh hình, vật lý trị liệu, y khoa thể thao, v.v. Sóng xung kích shockwave đã được nhiều bệnh viện ở các nước tiên tiến sử dụng để điều trị các bệnh lý đau của hệ cơ xương và mang đến sự thành công. Đây là liệu pháp chữa trị lý tưởng, giúp đẩy nhanh tiến độ hồi phục, chữa các cơn đau cấp và mãn tính mà không cần phẫu thuật hay sử dụng thuốc giảm đau. Phương pháp trị liệu thần kinh cột sống cũng được thực hiện đồng thời cho vùng mắt cá chân. Khi khớp mắt cá chân bị sai lệch, bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống sẽ nấn chỉnh đốt xương sai lệch này bằng tay. Cuối cùng, có thể cải thiện tình trạng đau mắt cá chân thông qua các bài tập thể dục bổ trợ. Ở phòng khám chúng tôi có những thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ cho các bài tập mắt cá chân, giúp bệnh nhân có thể cử động linh hoạt như xưa. Thưa bác sĩ, đối với những người bị đau mắt cá chân nhưng mà đang ở tình trạng khá là nguy hiểm thì thời gian điều trị đối với họ là bao lâu và tỷ lệ tái phát có cao không ạ? Điều quan trọng nhất là bệnh nhân cần được chẩn đoán chính xác bệnh. Có những trường hợp rất nặng như bị gãy xương hay đứt dây chằng. Nếu khớp mắt cá được hồi phục tự nhiên và được củng cố qua các bài tập hỗ trợ, thì bệnh có thể khỏi hẳn. Ngược lại, nếu không được điều trị đúng cách, những cơn đau sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Có thể dễ dàng điều trị khớp mắt cá chân hay khớp vai, khớp đầu gối. Tuy nhiên, vẫn cần được điều trị phù hợp và đúng cách. Ngoài những phương pháp trên, chúng tôi cũng có thể cho bệnh nhân mang đế chỉnh hình bằng chân. Đế chỉnh hình này có thể giữ mắt cá chân đúng vị trí. Đây cũng là phương pháp điều trị lâu dài cho bệnh đau mắt cá chân.